313 Ngày 313. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Ngại quá, hôm nay khách hàng khá nhiều. 不好意思,今天客人比较多. Bù. Hǎo. Yì. Sì. Jīn. Tiān. Kè. Rén. Bǐ. Jiào. Duō. Bù hǎo yì sì, jīn tiān kèrén bǐ jiào duō. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thời tiết mát mẻ. Thiên chỉ lẻng khoải. Khỏi quên. Miễn đỡ hoàng chỉ. Sườn xám mà ở bên trái. 左边的旗袍, 某色, 颜色, 放土豆, 试衣间, 给公法, 倒也是, tiếp tục đi thang máy, 继续坐电梯, đồ đẹp giá rẻ. Ủ mấy chả lén. Làm nhẹ đi không khí một chút. Chinh sung ý chả chỉ phân. Tổng cộng là 1.700.000. Ý cùng sử 170.000. Trời ạ. Thật hay giả đấy? Thiên à, chân là giả đó. Công việc. Công rùa. Ông chủ. Lão bản. Ở đây ăn hay là gói lại? Tại trở lì chư hay sự tả bao? Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên chư. Khách hàng. Cửa rấn.